Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đây rồi, hôm trước thì cháu Lực có nhận được một khoản là bà Vương Kim Thanh, là bà ở bên Mỹ, là có gửi cho cháu Lực là 150 đô, nhờ cháu Lực là mua một cái bàn học cho các em này và mua một cái đèn năng lượng mặt trời. Và hôm nay thì cháu Lực mua được cái bàn học cho các em trước, còn là cái bóng đèn năng lượng mặt trời thì ngày mai thì là người ta sẽ lên lắp cho cháu Lực cô bác. Và bà cũng có trích cho cháu Lực là 1 triệu để làm tiền xăng đi lại cô bác. Nhưng Hải với Sử thì có nhưng còn nhớ bà Vương Kim Thanh không? Có à? Bà đã gửi cho mình một cái tách ở bên kia kìa. Đấy, bà có gửi cho mình tiền mua cái tách này, tiền mua thực phẩm cho các em này, tiền làm quý làm nhà này. Đấy, bà cũng gửi cho các em rất là nhiều. Cái bàn này thì cháu Lực đặt ở tận dưới huyện cô bác, và hôm qua thì cháu Lực đi tận xuống ấy để trở về. Nếu mà gửi về thì lại mất thêm tiền cước. Cước thì gửi một cái bàn từ dưới kia lên thì rất là xa, mà trong khi đó cháu Lực đổ xăng đi thì rơi vào đó là tầm 150.000 thôi. Và cháu Lực quyết định là tự đi xuống ấy chở. Và vừa nãy lên trên thì em Hải và em Sử thì không có lên hộ cháu Lực, là không khanh xuống. Em Hải thì chỉ có đi theo thôi, còn em Sử thì hộ cháu Lực khanh một chút. Cái bàn này thì cũng khá là nặng cô bác. Bàn này thì cháu Lực chọn hoàn toàn là bằng gỗ cho nên là rất là chắc chắn. Cũng có cái bàn nhựa này và có cái bàn mà bằng gỗ ép này, nhưng mà cháu Lực không có chọn cái bàn đấy. Cháu Lực chọn cái bàn này. Cái bàn này thì là 1,6 triệu của bác ạ. Đấy, bây giờ thì Hải với Sử là hộ anh khách gái nhá. Đấy, Sử đi, ở bên kia đi. Và hộ mình sẽ tiện thể là lắp luôn. Theo Sử thì cái bàn này tầm bao nhiêu cân? Đã làm nặng rồi. 50 cân à? Dạ. Đã làm nặng đấy cô bác, cái bàn này. Bàn này hoàn toàn là bằng gỗ hết. Ông đi đâu rồi? Xem măng. Ông đi xem măng à? Ui. Đấy. Bây giờ thì sẽ cắt cái dây nó ra đó. Rồi thì mới lắp được. Hay có cái bàn này thì hai em thao hồ hồng nhá. Đấy. Anh ngửa nó lên đi. Đó. Thôi bây giờ anh em mình lắp phải là phải mạnh mỏ lắp một tí đấy. Đây, đây như cô bác có thể nhìn thấy đó, đây là hoàn toàn là bằng gỗ hết cô bác nhé, chứ không có phải là bằng gỗ ép đâu. Cái bàn này thì rất là chắc chắn cho các em luôn. Cháu Lực chọn cái bàn như này. Đây là cái hộp ngăn kéo của nó này. Bây giờ thì mình sẽ lắp từng cái bộ phận một nhá. Mà anh em ở trong nhà lắp tối quá cô bác, cho nên là bây giờ phải nhấc ra ngoài để mấy anh em lắp được cô bác ạ. Bây giờ thì phải là mày mò là lắp cái bàn này cô bác. Sau một quãng thời gian mà mấy anh em hì hục thì bây giờ cũng đã được vài tấm rồi cô bác. Mặt này thì sẽ để đây. Cầm lấy hộ anh nha. Cho anh hai cái đinh. Đây là lắp bàn học cho Hải với Sử nhá. Ở đây thì được một ông bác là đang đi cùng ông đi lấy măng về thì hộ anh em luôn, hộ cháu Lực cầm luôn. Nào thả xuống tí một tí em. Bàn này người ta khoan lỗ sẵn rồi cho nên là về mấy anh em chỉ cần làm việc là lắp luôn thôi cô bác.
cho Hải với Sử lắp thì biết lắp không? Hả? Không biết à? Ông đi, nhà ông ở đâu? Nhà ông ở đâu? Nhà ông ở thằng bên kia, nhà thằng thằng bên kia. Ông biết nói tiếng Kinh không? Biết. Biết à? Biết một tí đúng không? Ông thì chưa học đến lớp mấy? Hả? Ông thì chưa học lớp mấy? Lớp 2 bổ túc à? Ừ. Trước rồi thầy chưa. Đây là bạn của ông à? Bạn. Ừ. Ồ, đây ngủ mái. Nói lại một chút. Nhưng ta phải lại có gì cả lâu. Nó còn chưa hổ. Như ông thì có biết là mẹ của hay biết bố của Hải với Sử không? À, con một chú mà cái tên nó là cái tên mày hầu đó. Cả cái tôi bảo phát rồi. Ừ. Mẹ tử, Sử ta mẹ Hải tôi bảo phát. Lắp xong cái bàn này học thì buổi tối thì học chịu khó học nhá. Các bác nhìn thấy không có bác Vương Kim Thanh nhìn thấy là không có cái bàn học ấy, làm mua luôn cho một cái bàn học ấy nhá. Đấy. Bây giờ thì sẽ lại để thêm một cái. Đây đặt bây giờ đặt xuống đi. Đấy, đặt lên đây. Bây giờ thì đã xong phần là cái khung rồi các bác nhá. Thế còn là một cái tấm nữa. Có một cái tấm nhỏ nữa không? Tìm ra anh xem một tấm nữa nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hải lấy cho mình miếng cái này. Hải không, miếng này là miếng của tủ. Miếng dưới miếng của tủ. Hải đây, miếng này. Mọi người đúng chuẩn của miếng này rồi. Bây giờ thì cái mặt này đi. Rồi, xử lấy đinh ra đi em. Cái hấu là mình thỉnh lầu hát với mình đuôi. Mình xin lầu này. Có lúc cao thỉnh lầu với con đuôi. Cái này không cái này có lố thì người ta có thể khoan lạch một chút đấy, cho nên là mình ok chưa? Cái này ok chưa? Được rồi. Để mà nó
bị nhiều đặt nó thẳng, đặt nó cực kỳ thẳng vào. Đây là lối nhỏ bên kia, lối nhỏ đấy. Chân này cực kỳ thẳng vào nhá. Bạn bạn như này đấy, chúng tôi bạn đã cho đông đấy. Bà này thì bằng gỗ, tất cả là bằng gỗ thì khá là nặng các bác ạ. Bàn này thì Hải thì nghĩ là tầm 3 tiền, biết không? Triệu dưới à? Hơn 100 nữa, 1.6 triệu. Là... ông có thấy bàn này đắt không? Bàn này lấy rất là xa mới có, gần thì không có đâu. Đấy, bây giờ thì đóng bên kia nữa. Tặng lên này khấn cái đấy. Đều lách cái nó cứ đang thầm lỗ. Cao chơi cao. Đây nha. Đây nha. Ông ảnh này phải ra thấy. Sau mà quán một thời gian mà mấy anh em là vặn đi vặn lại cô bác thì bây giờ cũng đã gần hoàn thiện xong là một cái bàn rồi, chỉ cần vài miếng nữa thôi là cũng xong rồi. Như trước nãy cháu Lực thì cũng nói với cô bác nhé, cái gỗ này thì bàn này thì cháu Lực mua cho các em là hoàn toàn là bằng cái gỗ mà bằng cái gỗ đặc luôn chứ không phải là bằng gỗ ép, cho nên là giá nó hơi cao một chút, tại vì là cháu Lực sợ là mua cái bàn nhựa cho các em với lại mua cái ghế ép thì các em dùng nước để đổ vào thì lại nó lại bung lên đấy cô bác. Đó. Bàn trong còn làm nó vẫn cả chắc đi. Bàn này thì rất là chắc chắn cho các em luôn đấy. Đấy mà sử. Đó. Xem đúng cái lỗ nó không bạn rồi nhá. Đấy. Chuẩn lỗ chưa? À từ từ anh xem nào. Ra một tí thêm. Đấy. Được chưa? Đấy là cái này vừa rồi em vặn ấy rồi, đây lại đập đập nó không đi, cái như này. Này thì bàn này thì sẽ có cả ngăn kéo luôn các bác nhé, có cả ngăn kéo, một cái ngăn mà cái hộp nhỏ nữa này và một cái ngăn kéo ở bên kia. Chị em, cái gỗ nó là sống như đấy, nó đều bằng nhau hết đấy. Cho anh hai cái đỉnh để anh vít vít rồi nè. Bây giờ thì chắc là cháu được xin phép là tắt máy quay đi một lúc nữa. Lúc nữa mà lắp máy quay xong thì cháu được sẽ lại tiếp tục là chương trình tiếp của bác nhé.
chưa? Đây mình có cái mặt vít nó sẽ nhanh hơn rồi. Đấy, bây giờ chỉ cần là lắp cái tấm trên nữa là ok rồi. Đúng chưa? Được chưa? Lắp được bây giờ chưa? Rồi đúng không? Dùng là đóng đi. Chào đóng. Con dao. Cái dao này là sâu. Con dao kia kìa. Đây là tao đây xuống măng tàu. Đấy bây giờ thì xử nhất cái tấm miếng này thôi. Xong rồi vẫn phải vít đấy miếng này. Lấy cái miếng kia ra. Thầu cái cục lốc khá nóng rồi đó. Bây giờ là sẽ vít như này hộ anh nhá. Để nhá. Anh nhá, cầm cái kia vít như này nhá. Xem nó bằng chưa, bằng hết rồi. Bây giờ có muốn ra bên này từ từ. Đúng đây xem. Bên này nhá. Đấy, vít. Đấy, vít hết như này nhá. Rồi vít một đinh ở trên, một đinh ở đây nhá. Cầm lên lại. Vô đây đây, cái viết vào đây, vào đây. Đấy, viết cho anh nhé. Hải có thích không? Có. Hả? Có. Có à?
con cắt ra hải cường. Tí. Mượn yên. Quả đấy, cho anh mượn thôi. Không nên là không mà. Cái gì? Sử kéo ra đây nhé. Đấy. 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 Bây giờ thì em Sử đang vít nốt là những cái ốc cuối cùng của cô bác nhá. Sau một thời gian thì mấy anh em hì hục thì cũng đã lắp được một cái bàn hoàn chỉnh cô bác nhá. Hôm nay cháu được lên thì quên là mua cho các em là 2 cái ghế nữa. Ngày mai cháu được lên thì sẽ mua cái ghế cho các em sau. Mai thì anh mua sẽ mua ghế sau nhá. Vâng. Bàn này thì rơi đó tầm là 50 cô bác. Rất là nặng luôn. Chắc phết nhỉ? Vâng. Cái gỗ nó rất là chắc cho nên là vít là rất là đau cô bác. Hôm nay thì cháu được lên thì cũng không có cầm theo là cái máy bán vít đấy, chứ không là cầm theo cái máy bán vít thì nó cũng rất là tiện luôn. Đây thì sẽ cho có một cái ngăn này và để các em để đồ, và có thêm một cái tủ để khóa nữa đây này cô bác. Đó. Và bên này thì cũng có chỗ để đồ các bác nhá. Như đây thì không phải là chỗ để chân đâu nhá. Vậy. Chỗ để các em để sách vở nhá. Đây nữa nhá. Đấy, có cả ngăn kéo các kiểu này. Đủ hết rồi. Vít ở bên kia nữa đi. Bên này còn một chỗ nữa anh chưa vít được. Ủa rồi anh vít được mỗi một cái rồi. Hả? À, cái đấy thì một tí mình để chân nó. Tí mình nhấc vào nhà xong là mình ngửa lên xong mình đấu vào. Em ra vít ở nốt cái bên kia đi. Bên kia còn một cái chưa vít này đấy. Bây giờ thì cũng đã xong rồi các bác. Bây giờ thì nhấc vào nhà thôi. Đấy, em đặt đấy đấy. Xong em đi xuống em đưa anh. Cái bàn này thì làm hoàn toàn mà bằng gỗ thì là nó không có bị ọt ẹt gì đâu cô bác ạ. Ok nhá, để anh xuống nhá. Các ông này đang bổ củi cho cô bác. Nghiêng nhá. Nhưng cầm cả cái chân đó, đừng cầm mặt nó mặt trên đâu. Ui, vừa cái cửa này luôn. Được rồi, đặt xuống đây ạ. Còn tắm điện á. Còn cái nồi cơm điện này với lại mấy quạt thì có bị làm sao không? Không à? Vâng. Đấy, bây giờ thì dọn cho đây đi, dĩa đây. Đây là mấy cái bao gì đây? Có gạo à?
gạo như ăn kia thì hết rồi à? Cái túi này là túi gì đây? Túi gạo. Túi gạo à? À đây còn độ tầm 20-30 cân này. Gạo thì vẫn còn đúng không? Vâng. Đây gọi cái này lên trên này đó. Có thể là bây giờ nó cũng sẽ hơi tối cô bác, nhưng mà để một hai hôm nữa cháu Lực sẽ lấy cái đèn năng lượng mặt trời về lắp cho các em thì sẽ sáng hết cả ngôi nhà rồi. Cái bao đạo này mình nhấc để ra bên này đi. Thái đâu, xử đâu rồi? Ra của anh nhớ cái bao đạm này đó. À, đạm thì thưa cô bác là vẫn còn dư một bao nhá. Bao đạm này thì các em để lại nhá. Nào, lấy đi. Để góc bên kia nhá. Đây anh vừa lấy từ bóng hết này, từ bóng lót rồi. Hãy nhặt cái túi đấy ra đi. Đây nó kêu rồi. Thế bây giờ anh em mình nhấc cái bàn ra đi. Cầm hẳn ở dưới nhá. À, còn một cái chưa vít đúng không? Dạ thưa cô bác thì cho Lực xin được phép nói lại thêm một lần nữa là cái bàn này là bác Vương Kim Thanh, bác ấy có gửi cho cháu Lực là 150 đô và cho cháu Lực là 1 triệu và cho em Hải với em Sử là mua một cái bóng đèn năng lượng mặt trời này với lại đóng thêm một cái bàn nữa này. Còn là cái bàn thì cháu Lực đã đóng trước rồi. Cái chiều dài của cái bàn thì là hai anh em học thì cháu Lực sẽ đóng là 1m2. Còn cái chiều rộng của nó thì cháu Lực đóng là 60 phân cô bác. Tại vì đóng dài ra quá thì nó cũng sẽ tốn diện tích là rất là nhiều luôn cô bác. Cái phần chân ở dưới này thì cũng đã có nhựa là để kê rồi các bác, không có sợ là nó bị là bị hỏng ở dưới phần gỗ ở chân cô bác nhé. Được chưa? Như Hải với Sử thì còn nhớ bác Vương Kim Thanh không? Bà Vương Kim Thanh không? Như Hải có nhớ không? Có. Có đúng không? Hai anh em đều rất là nhớ các bác mà đã gửi tiền và gửi quà cho các em. Các em thì không bao giờ quên được những cái điều đấy cô bác. Bác nào thì anh sẽ để đấy thôi nhá. Để gần cái nồi cơm điện nhá. Nồi cơm điện thì không có vấn đề gì đâu đúng không? Dùng rất là tốt đúng không? Vâng. Mai thì anh lên anh sẽ mua một cái ghế nhựa cho nhá. Vâng. Mua hai cái chứ không phải là một cái cho hai anh em là học nhá. Vâng. Được chưa? Làm hai em uống nước đi. Đấy. Nào nhấc thẳng vào trong tí. Này lấy cái túi ra đi. Chắc chắn chưa? Chắn rồi đúng không? Rất là mong quý cô bác sẽ thông cảm cho cháu Lực là hôm nay cháu Lực lên cháu Lực cũng là quên là mua mất cái ghế nhựa cho các em, thì ngày mai cháu Lực lên thì cháu Lực sẽ mua lên cho các em cô bác nhé. Đấy, như Sử nhá, đây thì có cả ngăn kéo nhá. Đây thì để sách để bút này, đây cũng thế này nhá, và sách thì cũng để đây nhá. Đấy, chỗ này thì có tiền thì để vào đây này. Đấy, có chìa khóa hẳn hoi rồi đấy. Bây giờ thì anh đưa chìa khóa cho em này. Đấy.
Tối nay thì Hải sẽ để tạm là sách vở để đây đây nhá. Đấy, ngày mai thì anh sẽ là mua ghế lên cho các em ngồi nhá. Đấy, hôm nay thì các em có thể là không có ngồi học được, nhưng mà ngày mai thì là vào học rồi nhá. Đấy, cái bàn thì rất là rộng luôn. Có thích cái bàn này không hai anh em? Có ạ. Có à? Thế bây giờ thì gửi một lời cảm ơn tới bác nhá. Đấy, ra bên này cho nó sáng tí đi. Đấy rồi, bây giờ thì gửi một lời cảm ơn tới bác, tới bây giờ thì các em gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh nhá. Rồi. Cháu cảm ơn bà Vương Kim Thanh đã giúp ba ông cháu, đã luôn luôn quan tâm tới hai ông cháu mua bàn học. Vừa rồi hình như các bạn Hải nói sai sao nhỉ, Sử cười nhỉ. Đấy, ba ông cháu chứ không phải là hai ông cháu nhá. Đấy, còn bây giờ Sử gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh đi. Đang không nhớ à? Đang là buồn ngại rồi cơ bác. Thấy Sử thấy Hải nói sai cái là bắt bẻ Hải luôn nhỉ. Đấy, bây giờ thì Sử gửi lời cảm ơn tới bà đi. Cháu cảm ơn bà Vương Kim Thanh đã gửi một số tiền mua một cái bàn hò cho ba ông cháu. Đấy rồi, ngày mai thưa thì anh sẽ lấy cái bóng đèn năng lượng mặt trời lên lắp cho các em nhé. Vâng. Có biết đèn năng lượng mặt trời không? Có ạ. Có à? Đấy, cái đèn mà ở trên xá dưới kia kìa, người ta thắp sáng ở ngoài đường ấy. Vâng. Đấy. Ở nhà thì chịu khó là dọn dẹp nhà cửa một tí nhá. Vâng. Đấy. Ôi, không biết là ông đi đâu rồi. Đấy. Vừa rồi thì mấy anh em mình đóng bàn thì có vẻ như trời sắp mưa đấy nhở. Đấy, bây giờ thì lại trời lại nóng rồi. Thì ông thì đang chuẩn bị cho lợn ăn cô bác. Đàn gà hôm nọ thì còn khỏe mạnh chứ. Vâng. Bây giờ là đang đi ăn rồi à? À, là dưới kia này cô bác. Đàn gà các em thì ở dưới kia này đang gọi là đi ăn. Đấy, bây giờ có thêm một cái bàn học rất thoải mái rồi. Cho nên là việc học hành thì đừng có lười nhá. Vâng. Đấy, cả hai anh em nhá. Vâng. Đấy, em Hải thì cố gắng học thật giỏi vào. Còn anh Sử thì cố gắng học thêm viết về cái chữ nhá. Vâng. Đấy, rồi mai sau này đi ra ngoài, nó sẽ giúp ích cho các em rất là, giúp ích cho em rất là nhiều luôn nhá. Vâng. Đấy. Và cái thước phim hôm nay thì cho Lực. Bây giờ thì cháu Lực xin gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh. Cảm ơn bà rất nhiều. Chúc bà cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe. Bà Vương Kim Thanh cũng là người đầu tiên mà gửi những cái số tiền, gửi những cái tấm lòng vàng của bà là gửi tới cho cháu Lực, và nhờ cháu Lực là mua cho các em là một cái tách này, và đưa cho các em là tiền để mua cho các em, đưa tiền cho các em để giúp các em là mua thực phẩm trong gia đình cô bác nhé. Và bây giờ cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Hay rồi, mai anh lên thì anh sẽ mua ghế nhựa nhá. Vâng. Rồi, có điện thoại rồi thì mai nhớ gọi cho anh một cuộc được không? Vâng. Tại vì anh hay quên đấy. Vâng. Hay rồi. Bác gì gửi quà gì cho anh nhé? Hả? À? Có quà gì ấy? Quà sổ ạ. Sổ á? Vâng. Đấy, lấy ra cho anh xem nào, ở đâu? Hôm qua anh Trình đưa cho hay là ai đưa cho? Anh Trình đưa cho. Anh Trình đưa cho à? Vâng. Để bảo đưa cho anh à? Vâng. À. Có biết bác nào không? Có. Bác nào? Xem nào, có bác nào? Thanh Hằng. Bác Thanh Hằng à? Vâng. À, ra đây xem nào. À, rồi bác Thanh Hằng à? Hôm qua anh Trình cơm lên à? Vâng. Rồi, cháu Lực vừa nhận được một phần quà là của bác Thanh Hằng, có gửi cho cháu Lực là hai cái quyển sổ. Vừa rồi thì em Hải bảo là đưa cho cháu Lực. Hôm qua là anh Trình nhờ đưa cho à? Vâng. Đấy. Và qua thước phim này, cháu Lực cũng xin được cảm ơn tới bác
Thanh Hằng. Bác đã gửi cho cháu Lực hai cái quyển sổ để cho cháu Lực được ghi chép lại những cái công việc gì để cho không cho quên các bác. Quyển sổ thì rất là dày và rất là đẹp luôn. Cháu cảm ơn bác Thanh Hằng rất là nhiều. Chúc bác cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe bác nhá.